Theo báo cáo tổng kết an ninh mạng Việt Nam năm 2023 và dự báo năm 2024 của Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam công bố vào hôm qua, năm 2023, khoảng 13.900 vụ tấn công an ninh mạng vào các hệ thống tại Việt Nam đã diễn ra, tăng 9,5% so với năm trước. Cơ quan chính phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính, hệ thống công nghiệp và các hệ thống trọng yếu khác là các mục tiêu chịu nhiều tấn công nhất trong năm qua. Để phòng tránh tấn công mạng, các cơ quan tổ chức cần rà soát lại kiến trúc an ninh mạng tổng thể, định kỳ kiểm tra, đánh giá dịch vụ, thiết bị đang sử dụng, triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng 24/7. Trong đó, yêu cầu thu thập đầy đủ nhật ký hoạt động của toàn hệ thống, đảm bảo lưu trữ trong ít nhất 6 tháng. Đồng thời, các đơn vị cần cử cán bộ chuyên trách hoặc thuê ngoài dịch vụ giám sát an ninh mạng.